Theo thông tin, chiều cùng ngày, bốn cháu bé tuổi từ 6 đến 10 tuổi, trong đó có hai anh em ruột ở xã Phú Hội rủ nhau tới hồ nước phía sau bưu điện của địa phương chơi. Lúc sau, các cháu xuống tắm rồi gặp sự cố thương tâm. Phát hiện thi thể bốn cháu bé dưới hồ nước ở Lâm Đồng. Vụ cháy lớn ở Đồng Nai, nam công nhân bỏng toàn thân nghi do nổ bình dầu. Lý do ba đại biểu quốc hội khóa 15 bị bãi nhiệm. Hôm nay Quốc hội khai mạc bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội. Phát hiện thi thể 4 cháu bé dưới hồ nước ở Lâm Đồng Tối 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông tin về sự việc phát hiện 4 cháu bé tử vong tại một hồ nước trên địa bàn xã Phú Hội. Theo thông tin, chiều cùng ngày, 4 cháu bé tuổi từ 6 đến 10 tuổi, trong đó có hai anh em ruột ở xã Phú Hội rủ nhau tới hồ nước phía sau bưu điện của địa phương chơi. Lúc sau, các cháu xuống tắm rồi gặp sự cố thương tâm. Nhiều giờ sau, người thân không thấy các con về nhà, đã tỏa đi tìm. Sau đó mọi người hốt hoảng phát hiện thi thể các bé dưới hồ nước. Vị trí các cháu gặp nạn là hồ nước sâu gần 2 mét, được người dân đào để trữ nước phục vụ nông nghiệp. Công an huyện Đức Trọng có mặt khám hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cùng các đơn vị khác tổ chức thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn nghi là bé trai 6 tuổi mất tích trên bãi biển Lăng Cô nhiều ngày trước. Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi mất tích trên bãi biển Lăng Cô, Huế, ngày 19 tháng 5 trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin đã tìm thấy thi thể cháu bé. Trước thông tin trên, một thành viên trong đội xe không đồng Thừa Thiên Huế cho biết, Trưa ngày 19 tháng 5, người dân phát hiện thi thể một cháu bé không còn nguyên vẹn trên bãi biển Làng Vân, Liên Triểu, Đà Nẵng, sau đó đã trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ, cùng theo người này cho biết thi thể vớt lên không còn nguyên vẹn nên không xác định được danh tính, nghi là thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích nhiều ngày trước. Trước đó, bé trai 6 tuổi mất tích được xác định là bé nhân sinh năm 2018, bé nhân có biểu hiện tăng động và hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12 tháng 5, do là ngày nghỉ nên nhân được hai cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của những cô giáo này. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hai cô giáo phát hiện nhân đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương. Theo người dân địa phương, trước khi nhân được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy nhân đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân thị trấn Lăng Cô, cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét. Qua triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố Hải Vân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Lý do ba đại biểu quốc hội khóa 15 bị bãi nhiệm Sáng 19 tháng 5, tại nhà quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Tại buổi họp báo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho hay vừa qua Quốc hội đã tiến hành cho thôi, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với một số đại biểu Quốc hội. Ông Tuấn Anh cho biết, Quốc hội khóa 15 đã bầu 500 đại biểu, Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách 499 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội. Một đại biểu không xác nhận tư cách đại biểu. Theo thống kê từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội 9 đại biểu. Đến thời điểm hiện tại còn 487 đại biểu. Theo đó, 3 nhân sự bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội gồm Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án ở công ty Việt Á. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự trong vụ án ở tập đoàn Phúc Sơn. Ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án ở tập đoàn Thuận An. Vụ cháy lớn ở Đồng Nai, nam công nhân bỏng toàn thân nghi do nổ bình dầu. Tối 19 tháng 5, liên quan đến vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinrong International, khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom. Bệnh viện Đa khoa Thống nhất tỉnh Đồng Nai đang điều trị cho nam bệnh nhân bị bỏng nặng sau vụ cháy nhà xưởng xảy ra vào trưa cùng ngày. Nạn nhân là anh Tân, sinh năm 1984, nhập viện lúc 12 giờ 15 phút trong tình trạng bỏng nặng toàn thân ở các khu vực đầu, mặt, cổ ngực, lưng tay và chân. Theo báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, một đồng nghiệp làm cùng nạn nhân cho biết, nguyên nhân gây bỏng nghi do nổ bình dầu trong lúc sửa chữa. Với diện tích bỏng khoảng 70%, bệnh nhân đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa thống nhất tích cực điều trị. Tuy nhiên, với trường hợp bỏng nặng toàn thân của bệnh nhân, rất có nguy cơ phải chuyển lên tuyến trên, đại diện bệnh viện cho biết. Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ khu vực nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Syndrome International chuyên sản xuất giày dép và phụ kiện. Bên trong khu vực nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất, nguyên vật liệu dày dép từ nhựa, cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Cục khói đen bao trùm toàn bộ khu vực khiến nhiều hộ dân sống xung quanh hoảng sợ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Bước đầu xác định có một công nhân bị bỏng nặng, khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại lớn. Đến 14 giờ, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Hôm nay, Quốc hội khai mạc bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội. Sáng 20 tháng 5, sau phiên khai mạc kỳ họp 7, thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội. Quy trình xem xét, quyết định nhân sự cấp cao sẽ diễn ra trong 2 ngày. Đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước. 4 ngày trước, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại hội nghị lần thứ 9, Trung ương chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Công an nên Quốc hội chưa có phê chuẩn hay miễn nhiệm chức danh này tại kỳ họp 7. Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, Quốc hội chưa thực hiện bầu mới Phó Chủ tịch Quốc hội mà chờ cơ quan có thẩm quyền, Bộ Chính trị xem xét quyết định. Trong phiên khai mạc, đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình những tháng đầu năm 2024. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 7 và trưởng ban dân nguyện báo cáo giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 6. Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp trên 10 lĩnh vực để Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội bỏ phiếu chọn ra 6 lĩnh vực. Trong 27 ngày làm việc, đợt 1, 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2, từ 17 đến 28 tháng 6, Quốc hội sẽ thảo luận thông qua 10 dự án luật, trong đó có các luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đường bộ, trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi theo quy trình một kỳ họp bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày